Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Càng Cao Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay càng cao. Đây, cho mọi người xem và lựa mua nhé. Đầu tiên là một cây cần tay. Cần tay, dính cái tem. Này cái tem chứ không phải bị gì đâu nha mọi người. Tem người ta dán đây thôi. Cần tay nha mọi người. Đây, đọt của nó đây. Hôm nay cần toàn cần phíp thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. 4 lóng. Cần tay này dài 3m6, thu vào là 1m05, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 1. 70.000. Số 1 70.000. À, mình cũng nhắc mọi người luôn, là nhắc cho những anh em để ý luôn nhé. Mọi người mua hàng ở kênh mình á, vui lòng nhớ cho mình là kênh mình bán hàng hình thức duy nhất đó là mọi người phải điện thoại vào số điện thoại ở trên tiêu đề nha mọi người. Số điện thoại là 0786555599. Đấy, số điện thoại đấy mọi người điện thoại vào để chốt hàng nhé. Mình không chốt hàng qua bất kỳ hình thức nào ngoài hình thức là điện thoại trực tiếp vào số đấy. Và khi điện thoại vào đấy thì mình sẽ báo số và kinh doanh bán hàng sẽ báo cho mình là số đấy còn hay không để mình chốt nhé. Đấy, bởi mình thì bán hàng đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code nhé. 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và nhắc luôn là mọi người được phép xem hàng nha mọi người. Mọi người được phép kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận nhé. Đấy, đây mình nhắc đi nhắc lại cho mọi người á, là mọi người phải điện thoại thì mới chốt hàng nha mọi người. Phải điện thoại thì mới chốt hàng. Đấy, điện thoại được thì mới chốt hàng nhé. Còn mình sẽ không chốt hàng qua comment hoặc là Zalo hay tin nhắn gì cả. Nên mọi người phải điện thoại nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ mình tiếp tục giới thiệu cần nhé. Cái này cái số 1. Tiếp tục cái số 2. Số 2 cũng là một cây cần tay 3m6. Thân cũng nhỏ lắm dài. Những cây thân nhỏ lắm dài nên nhìn nó dễ thương lắm. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Lóng dài thì nó lóng của nó tầm cỡ 1m90 đến 1m1. Đấy. Cây này dài 3m6, thu vào là 1m02, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 100g. 100g nhé. Cây này này. Korea xuất Nhật nhé. Số 2. Số 2, cây này 70.000. Số 3. Ồ, cây này nó mắc cái nắp vặn chân cần, người ta lấy cái nắp xu người ta vặn vào này. Cây cần tay 2m4 nhé. À, đọc luôn thông số cho mọi người. Cần tay 2m4, thu vào là 89cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60g. 60g. Đầu có bọc kim loại này, đầu bọc kim loại khỏi phải nứt này. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3 lóng nha mọi người. Đấy. Cây này cây số 3. Số 3 50.000. Số 3 50.000 nha mọi người. Số 4. Số 4 tiếp tục một cây cần tay 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 60g. Đây, đọt đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đấy. Thằng này số 4, 50.000. Số 4, 50.000. Số 5 tiếp tục một cây cần tay. Lóng dài thân nhỏ, cần này dài 3m, thu vào là 1m12, đọt 0,9 ly, cân nặng là 60g. Đây,
đột của nó. Đột tháp nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây. Đây là cái số 5. Số 5 60.000. Số 5 60.000 nha mọi người. Số 6. Số 6 tiếp tục một cây cần tay. Cây này cần tay đai hoa dài 2m4. Đai hoa dài 2m4 nha mọi người. Đấy. Mọi người biết cái thân nó to hay nhỏ thì mọi người chỉ cần nhìn vào thấy so với ngón tay của mình biết này. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đây. Dài 2m4, thu vào là 96cm, đột là 1,2 ly, cân nặng là 80g. Cây này cây số 6. Số 6 50.000. Số 7 tiếp tục một cây cần tay Olympic này, cần tay Olympic nhé. Cần này 2m, 2m1 gì đó, 2m. Thu vào là 76cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 60g. Cây cần tay này mọi người mua về chế nó bị gãy đoạn đọt nha mọi người, nó bị gãy khoảng 10 phân đọt. Mọi người mua về chế cần con tôm đúng bài luôn. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3 lóng này về chế cần con tôm được rồi. Đấy. Cây này cây số 7. Số 7 40.000. Số 8 là một cây cần Olympic. Cần tay Olympic nha mọi người. Đọt của nó bị mắc chỉ đọt chỗ này thôi chứ không phải nó gãy nhiều đâu. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cây cần này 2m7 nha mọi người. Đấy, 2m7, cần tay 2m7, thu vào 1m03, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 100g. Cân nặng 100g nhé. Cây này cây số 8. Số 8 50.000. Số 9 tiếp tục một cây cần tay Olympic dài 2m4, thu vào là 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 60g. Đây đọt. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhé. Cần này số 9 nha mọi người. Số 9 50.000. Số 9 50.000. Số 10 tiếp tục một cây cần tay. Đây đọt của nó. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đấy. Cần này cái mắc cái nắp bằng chân cần này. Ủa. Không phải mọi người ơi. Cây cần này đáng lẽ là hình như nó còn dài hơn. Nó còn dài hơn nha mọi người, nhưng mà người ta bỏ lóng phía dưới rồi. Bỏ lóng phía dưới rồi, người ta dùng cái lóng 3 lóng trên thôi. 3 lóng trên thôi, người ta dán lại cái đít lóng này. Đây. Đây cần này dài 2m8, thu vào là 1m, đột là 0,7 ly, cân nặng là 60g. Cây này cây số 10. Số 10. 40.000. Số 10 40.000 nha mọi người. Số 11 tiếp tục một cây cần tay đai hoa. Cần tay đai hoa. Đây, đột. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Đây. Cần này dài 2m4, thu vào là 96cm,
độc là 1,2 ly, cân nặng là 80 gram, 80 gram. Cây này cây số 11, 50.000. mười hai là một cây cần tay Olympic, cần tay Olympic. Cây cần này á, đúng ra của nó là độc của nó hình như là bị gì rồi, độc của nó bị gì mà nó cắn ở dưới này rồi, biết thôi cái cần đi này, bị cắn ở dưới đó, nó rút không thấy nhau được. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha. Cây cần này dài hiện tại là 2,5 m, thu vào là 1,06 m, đột và 1 ly, cân nặng là 80 gram, cân nặng 80 gram. Cây này cây số 12 nha mọi người, 12 40.000. Được. Để mỏng thử. Số 13. 13 tiếp tục một cây cần tay Daiwa. Cần tay Daiwa 3,6 m nha mọi người. Cây này thì bị mất cái nắp vặn chân cần rồi, mình dán cái nắp vặn, nắp về mọi người lấy cái nắp xu cho các bạn nhé. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, độc là 0,9 ly, cân nặng là 120 gram, 120 gram. Cây này cây số 13, 60.000 nha mọi người. Số 14 tiếp tục một cây cần tay Olympic, tay Olympic. Cần này lóng nhỏ, cần này cũng bị mắc cái nắp vặn chân cần nhé, mắc cái nắp vặn chân cần. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy, cần này dài 2,4 m, thu vào là 93 cm, đột là 0,8 ly, cân nặng là 600 gram. Cái này cây số 14 nha mọi người, 14. Cây này 40.000, 14, 40.000. Số 15, đây 15 là một cây cần này China hay là chắc cây này China, China hay là Korea gì đó xuất Nhật nha mọi người, chắc là gì nè. Cần này cần tay 3,6 m nhé. Đây, cái này còn nguyên vẹn mà thì khá là mới. Một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Bốn lóng thì cây này cỡ 3,6 m. Đây, cần này dài 3,6 m, thu vào 1 m, độc là 1,1 ly, cân nặng là 120 gram nhé, 120 gram. Cây này cây số 15, 60.000. Số 16 là một cây cần tay Naniwa. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng,
năm lóng nha mọi người. Đấy, 5 lóng. Cái cần này thay dài 4.3 thu vào 1 mét đột 0.7 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cái số 16 70.000 16 70.000 17 là một cây cần tay China xuất Nhật nha mọi người. Đây, nó có một cái đột riêng ở ngoài này, trong này có cái đột gì nữa rồi đây. Đây, trong này cũng có một cái đột. Mà cái đột sao không biết bị cạc gì mà rút không hết nha mọi người. Bị cái gì đây mà rút không hết nhá. Đây, hai cái đột mình để luôn đây, hai cái đột cho mọi người nhá. Một lóng, hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Bốn lóng. Có một cái đột riêng ở bên ngoài đây nữa nè. Đấy. Cái này là dài 3m6, thu vào 1m02, đột là một cái 0.7 ly, một cái 1 ly, cân nặng là 100 gram nhé. 100 gram. Cái này cây số 17 60.000 17 60.000. Số 18 là một cây cần hiệu Ebisu nha mọi người, Ebisu. Tay Ebisu đọt đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Cây cần này dài 2m3, nó là bị đọt bị gãy 10 phân rồi. Thu vào là 83 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 60 gram. Cây này cây số 18. 18 40.000. Số 19. 19 tiếp tục một cây cần tay. Đây, đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cần tay năm lóng, dài 4m4, thu vào là 1m, đột là 0.8 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 19. 19. Cây này 70.000. 19 70.000. Số 20 là một cây cần tay. Đây, này dài 4m1, thu vào là 98 cm, đột là 0.7 ly, cân nặng 140 gram. Đây, nó quấn cái gì á, chỗ này không phải bị nứt vỡ gì đâu nha mọi người, nhưng mà người ta quấn keo cái đoạn này, không phải bị nứt vỡ gì đó. Mình nhìn đâu không thấy nứt vỡ gì cả. Đây, nhìn với nắng luôn ở đây mà không thấy nứt vỡ gì đâu. Không biết là đợt trước nó dán cái gì vào đấy. Mắc đọc này rồi mọi người. Đây. Đọc đây. Này. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cây cần này dài 4m1, thu vào là 98 cm, đột là 0.7 ly, cân nặng là 140 gram. Cây này cây số 20. Số 20. 50.000. Số 20, 50.000.
số 21 là một cây cần tay hiệu Ebisu. Đấy, cây này cũng 4,4. Đây, đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cây cần này dài 4,4 m, thu vào là 99 cm, đột là 0,7 ly, cân nặng 140 gram. Cây này cây số 21, 70 nghìn, 21-70 nghìn nha mọi người. Hai mươi hai tiếp tục một cây cần tay. Cần tay này 2,1 m nha mọi người. Đây, 2,1 m đọc đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Cần tay dài 2,1 m, 2,1 m, thu vào là 88 cm, đọc là 1,4 ly, cân nặng là 60 gram. Cây này cây số 22, 22 40 nghìn, 22 40 nghìn nha mọi người. Số 23 đây, KTI cần tay. Đây, đọt của nó hình như bị gãy một đoạn rồi. Ok. Này, cái chỗ này, chỗ này đọt tháp chỗ này. Nhìn có vẻ yếu yếu rồi, mẻ rồi nha mọi người. Đọt tháp chỗ này mẻ rồi. Vậy mọi người thay đọt đi, coi như mình tính bỏ đọt luôn. 1 2 3 4 5 6 ủa, đọt chỗ này nấu rồi. Nấu rồi. Cái này hư máy lóng rồi nha mọi người, hư 2-3 lóng gì rồi, hư 2-3 lóng rồi. Đấy, mình vẫn cứ đọc thông số cho mọi người trước. 3,6 m, thu vào là 1,02 m, đọc là 1,4 ly, cân nặng 160 gram. Cây này cây số 22, 22, 30 nghìn. Cho mọi người về lấy phụ tùng nhé. 23, 23 tiếp tục một cây cần tay này, có cái nắp gỗ gì đại thôi mình bỏ luôn cái này nhé, vứt đi, cái này cũng đồ chế mà. Đây, đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cần này thì bị mất cái nắp vặn chân cần rồi, mắc nắp vặn chân cần. Dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, đột là 0,9 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số 23, 23 60 nghìn, 23 60 nghìn. Hai mươi bốn tiếp tục một cây cần tay Shimano. Đây, đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng nha mọi người. Cái cần này cái dài 2,8 m, thu vào là 77 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 100 gram. Cây này cây số 24, 50 nghìn. Số 25, tiếp tục một cây cần tay hiệu GDT-FR. Đây, đọc nha mọi người. Một lóng, hai lóng,
3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 89cm, đột là 2,1 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 25 60 nghìn. Đây là một cây cần tay gọn nha mọi người, cần tay rất là gọn. Rồi tiếp dán cái băng keo để giá mới vào đây. Đây. Ồ, cái cần này có cái đào rất là độc. Đây. Đây nhá. Độc này. 1 lóng, 2 lóng. Ồ, cái cần này hai lóng rồi tùm lum rồi mọi người. Lóng thì có nứt này, 2 lóng, 3 lóng, nó ra 2 lóng này. 3 lóng, 4 lóng. Hai lóng tùm lum rồi, hai một cơ số lóng rồi nha mọi người, hai một cơ số lóng rồi đấy. Thôi bán về cho mọi người thay tiếp. Nói chung là mình thấy thay một lóng này, hai lóng này, thay hai lóng rồi, thay hai lóng nhé. Đấy, cần này hiện tại dài 4m2, thu vào là 41cm, đột là 0,9 ly, cân nặng 280g. 280g nhé. Đây này cây số 26. 26 40. 26 40. Số 27. 27 là một cây cần tay. Khá là to nha mọi người, cần tay khá là to. Cây này thì hiện tại là đang dài 7m, dài 7m nhé. 1 lóng này, 2 lóng này, 3 lóng này, 4 lóng này, 5 lóng này, 6 lóng này, 7 lóng này, 8 lóng này, 9 lóng nha mọi người, 9 lóng. Cần 9 lóng, dài 7m, thu vào là 89cm, đột là 0,8 ly, cân nặng là 600g. Cây này cây số 27. Ok, 27. Cây này 130.000. 27 130.000, 7m cho mọi người. Số 28. 28 là một cây cần bá luôn. Cần này cái tem chỗ này như là tem, cái tem Shimano á, nó rớt ra rồi. Đấy. Đây. Đấy. Đọc đây. Đọc này như cũng bị gãy đoạn rồi nha mọi người. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Ồ, bị chỗ này bị nứt nữa nè. Lóng thứ 3 bị nứt chỗ này, gia cố này. Rồi, về cho mọi người thay thiết kìa. 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng nha mọi người. 8 lóng.
dài to nặng. Đấy. Đây cây cần này nặng 800 gram, cây cần này dài 7m8, thu vào là 1m36, đột là 1,5 ly, cân nặng là 800 gram nhé. Cây này cây số 27, số 28. 28. Rồi, bị hư cái lóng số 3 về mọi người tự thay nhé. Cây này 100. 100 hoặc là mọi người gia cố lại cũng được, tại vì mình cũng thấy người ta gia cố rồi. Đấy. Tiếp theo cây số 29 là một cây cần tay Shimano. Cần tay Shimano, cây cần này thì cũng gọn thôi nha mọi người. Thu vào của nó chỉ có 58 cm, nó dài 4m3, cân nặng là 220 g, đột là 0,9 ly. Đấy, một lóng, hai lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lóng thứ 9 này bị nứt nè. Lóng thứ 9 bị nứt chỗ này nè. Đấy, lóng thứ 9 bị nứt nha. Ok, lóng thứ 9 có bị nứt rồi. Đấy, cây này cây số 29. 29 40.000. 29 40.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 555 5599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi chi tiết mình đã nhắc ở đầu video rồi. Mọi người mua hàng thì vui lòng mà kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, có gì sai sót thì báo cho bên mình ngay. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người nhận hàng mà không chịu xem hàng rồi mới báo mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.